bánh nhân dạ, bánh nhân. Ở đây không? Rồi chứ con cả nhà người ta rồi chứ con cả nhà khi kia bây giờ cả nhà mà mất khi kia tới chợ Lò Gạch à. Chợ Lò Gạch đó là cũng là một cái chợ mà tới mùa nước nổi là người ta bán cá đồng nhiều lắm. Mấy người ta dân đâu đặt cái ến rồi ta làm nghề bắt cá, người ta tập trung về đây nó bán. Mà cái chợ cá đồng á thì nó 2-3 giờ khuya là nó bắt đầu nó nhóm chợ rồi. Tới 5-6 giờ sáng là chợ tan, tại vì người ta mua lái, người ta mua cá đồng á, người ta đem đi bán qua mấy cái chợ khác nữa.
Hồi xưa ở đây đông lắm mà bây giờ người ta giải tán xuống rồi, mở người ta đưa xuống chợ Lương Phi rồi. Rồi có bà bán bánh tay yến ở đây không? Bánh nhân giả, bánh nhân. Ở đây không? Có ăn hả bà? Bánh căn, bánh nhân lạnh. Trời ơi! Bánh bò. Chiên trắng. Bánh truyền thống. Bánh này cũng được. Bánh tạm. Bánh tạm. Cái chợ hồi xưa đông đông cho mình là còn buôn bán mình là còn lớn giờ xuống chợ Lương Phi còn mấy anh em đang bán chè này đang bán đồ bán quần mình mấy cái mà gà mẹ muốn mẹ con cháu mẹ con mẹ còn cho tôi cho bạn bán chè. Chợ ở đây là chợ Lương Phi. Mà con ở bên chợ, ở bên chợ Lò Gạch ta về đây á. Rồi sau có tưởng rồi đó, chợ Lương An Trà chứ không phải chợ Lương Phi. Chợ Lương An Trà. Mấy người ta ở chợ Lò Gạch đó, ta giờ về đây à. Người cổng chào phân ranh giữa Thi Tôn với với Kiên Giang chứ. Cái cổng chào này nó làm như cổng chào ở ở bên núi núi Cấm. Quay em đó nhiều nhiều chứ đi, nó lỗi tiếng không đấy. Không nào. Xong rồi, cái bà đó nè, quay lên. Cái này mình chọc sọc bánh thôi. Đó này, bà này luôn bên kia trong ca. Anh lưu chỗ, hôm nay là tư hoạch làm kiệu hồi đó, giờ mình bán xong. Trong ca 7 không á, trong cấp 1. Tụi mình nữa là tư hoạch, các bạn cho tư hoạch. Cấp 2. Cái này chuyện nó nói chậm, nó cũng hơi. Cái này mình chữ bán chậm, kiểu giống. Giống hả? Quá giờ đà lên cho bà cái gì kia làm sao là chiều tôi bắt anh lên đẹp quê lên YouTube đó, YouTube á nhưng mà chắc phải vài ngày nữa mới có tại bữa nay đi tới tú miên sầm ăn rồi chạy ngang đây thấy kiểu quay kiểu đó. Quay đi cho bà con mình coi, là tôi cũng coi luôn, tôi cũng lên vô tiếng tôi coi bậy nó coi đó. Coi ông Tư coi coi có được coi là dưới nhỏ này không nè. Đâu Dương Tư. Con nhỏ mà cắn áo cam nó mưa luôn. Ê ê ê, đứng lên coi. Đứng ra tao quay vậy. Ừ con mà đâu sao ông đẳng lắm con. Thì sao ông đẳng lắm con. Anh ấy làm một kiểu vô bánh đi rồi cứu vợ vậy đó. Lên ông ca ăn câu vậy có trời. Tôi tốt rồi, lên tôi tốt rồi cho này. Lên, lên hết. Cái này mình phơi nó khô. Thì mình mới bán nè. Khô, khô quá. Khô quá. Bất kỳ bất kỳ giờ thấy làm vợ mình kiếm ông em bà. Đâu mình kia có một. Mình kia có đó nè. Cái này là kiểu tươi. Kiểu tươi tao phơi cho nó khô rồi tao mới cột nó lại để đi so cái kiểu khô nè. Chỗ này quay lắm này chịu. Anh thấy nhiều đó là người ta mới bây giờ mình sẽ bỏ người ta mới gần là người ta mới để nó lên cho phơi phơi cho nó khô người ta mới bỏ lại nó lên coi cho nó gì kia có mấy cái chậu ui nó kiểu khung đây là kiểu khung kiểu khung
đến đó. Bung nó ra hơi nó mới bó nó lại nữa, đây cái mùi kiểu kiểu này nó có mùi này nữa. Này kêu chợ gì vậy con? Cống Thanh nè. Cảm ơn nha. Cái chợ này là chợ Cống Thanh.